Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục 8 bit công nghệ ở trên PNC Channel. Như chúng ta đều đã biết thì CES là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới và đang được tổ chức tại Las Vegas. Sự kiện này đánh dấu sự trình làng của nhiều sản phẩm đến từ những ông lớn công nghệ trên toàn thế giới. Và video này sẽ tổng kết lại những công nghệ thú vị đã xuất hiện tại sự kiện này. Và ở phần sau sẽ là những cập nhật mới về thế hệ Ryzen 3000 series đến từ AMD. Và cũng chính series 3000 đến từ AMD đã cho mình nhận ra một điều. Đó là trong thế giới PC thì không có kẻ đúng và sai, chỉ có kẻ mạnh và yếu thôi. Giáo sư đâu bên nó. Xin lỗi các bạn, hơi quá rồi. Cái tên đầu tiên mình muốn nhắc đến ở trong sự kiện CES tất nhiên là nhà sản xuất gây được nhiều ấn tượng nhất đối với anh em đam mê PC trong sự kiện này, đó là NVIDIA. CEO Jensen Huang đã đưa ra thông báo có tới 40 mẫu laptop sẽ được ra mắt trong thời gian ngắn sắp tới, đi kèm với thế hệ card đồ họa mới nhất của họ, như chúng ta đều đã biết, đó là GeForce RTX 2000X. Trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe khá nhiều tới RTX 2080, 2080 Ti, 2070 và cả Titan RTX nữa. Nhưng con card được trông chờ nhất trong thời gian tới lại chính là con yếu nhất trong thế hệ này của NVIDIA, RTX 2060. Vẫn với ray tracing khá là quen thuộc thì Jensen Huang tự tin thông báo là RTX 2060 có thể chạy Battlefield 5 với 60fps trên độ phân giải 2K. Tới đây thì NVIDIA không hề giấu giếm ý định đưa 2060 lên một phân khúc hoàn toàn khác so với các đồng niên châu bò hơn. Cụ thể, 2060 được hoạch định là card chủ yếu giúp các nhà sản xuất laptop gaming cho ra những thiết bị có hiệu năng game tốt hơn ở một kích cỡ nhỏ hơn. Nhưng mà thông tin bất ngờ nhất lại nằm ở driver mà công ty này đang phát triển. Họ đang ấp ủ dự định hỗ trợ cho các màn hình không có G-Sync nhưng vẫn được hưởng tính năng này thông qua driver. Ý đồ của NVIDIA là kích cầu nâng cấp driver bằng cách đưa G-Sync lên những màn hình bình thường, qua đó mà tạo ra được một hình ảnh cực kỳ có tâm, là tiết kiệm được tiền mua màn hình mới cho người dùng. Không rõ là cách kích cầu này có mang lại hiệu quả hay không, nhưng với những người đang sở hữu màn hình được hỗ trợ up lên G-Sync bằng driver thì đây là một thông tin thực sự là đáng quan tâm. 8 bit công nghệ sẽ còn đưa tới những thông tin về việc update driver này trong những video sắp tới. Cái tên tiếp theo sẽ là Intel. Buổi họp báo của Intel trong khuôn khổ CES 2019 tập trung vào việc đưa thông tin về dòng chip laptop Ice Lake mới. Đây là dòng chip được Intel quảng cáo là được thiết kế ở trên tiến trình 10 nanomet, thế hệ CPU đầu tiên hỗ trợ cho những laptop đi theo định hướng là siêu mỏng cánh. Intel nhằm tới việc cải thiện thời lượng pin cho thiết bị và ngăn chặn triệt để giật lag đến từ hiện tượng quá nhiệt. Ice Lake được thiết kế dựa trên vi kiến trúc Sanico, giúp đa nhiệm hoàn hảo hơn đi kèm với các thuật toán giảm tới tối thiểu độ trễ. Hiệu năng AI cũng sẽ được cải thiện với thế hệ chip này. Nói về sự tiến hóa theo tình hình phát triển của thị trường thì Intel cũng đã đưa ra những động thái đầu tiên về 5G. Nhưng ta đều đã biết thì 5G cũng như cloud ngày càng trở nên phát triển và phổ biến. Nên ai đi đầu được trong việc đưa ra những giải pháp với 5G sẽ chiếm được ưu thế lớn. Đối với Intel thì họ đã tung ra SoC Snow Ridge 10 nanomet mới cho các trạm cơ sở 5G cũng như là Xeon Cascade Lake và Lakefield. Điểm chung của tất cả những con chip này là đều được gia công trên tiến trình 10 nanomet. Chiến lược chủ đạo của Intel trong thời gian tới qua đó cũng trở nên rõ ràng hơn, đấy là thu gọn tiến trình để mà kích cầu chip. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói một chút về laptop và Chromebook nhé. Chắc hẳn từ hôm qua hôm kia gì đấy, nếu anh em có đăng ký các kênh YouTube của nước ngoài thì đã nghe đến Razer Blade 15 Advance rồi. Không có gì đáng để ngạc nhiên khi mà Razer chính là cái tên nổ phát súng tiên phong trong phong trào laptop sử dụng NVIDIA RTX 20 series. Hiện dòng 15 Advance này được hỗ trợ CPU Intel Core i7-8750H6, 16GB Dual Channel có thể nâng lên 64GB và 512GB SSD. Những GPU được hỗ trợ gồm có RTX 2060, 2070 Max-Q và 2080 Max-Q. Tất nhiên là đi kèm đầy đủ các tính năng Ray Tracing trong thời gian thực cũng như là AI các thứ. Tuy nhiên, một trong số những điểm đáng lưu tâm của Blade 15 Advance chính nằm ở màn hình với 15,6 inch Full HD 144Hz. Hứa hẹn trong tương lai sẽ còn có phiên bản có refresh rate lên tới 240Hz và đặc biệt nhất là phiên bản màn hình 4K cảm ứng. Hai cái tên mình để dành cho phần Chromebook sẽ là Acer và HP. HP đang rất quyết tâm với Chromebook tại CES 2019 với hai sản phẩm là Chromebook 14 và X360 14G1. Chromebook 14 sẽ được hỗ trợ chip A4 hoặc là A6 của AMD đi kèm với GPU Radeon R4 hoặc là R5. Màn hình của thiết bị này rộng 14 inch với độ phân giải là 1366x768, bản lề xoay 180 độ, bộ nhớ trong 32GB và 4GB RAM. Chromebook 14 cũng sẽ đánh mạnh vào thời lượng pin với thời gian tối đa lên tới hơn 9 tiếng. Nếu bạn không phải fan của đội đỏ, bạn có thể lựa chọn 14G1 của đội xanh với CPU Intel Zen 8 từ i3 đến i7 tùy phiên bản. 16GB RAM đi kèm với 32-64GB bộ nhớ trong sẽ là những thông số hết sức là đáng lưu tâm của phiên bản này. Sao có 32GB bộ nhớ trong mà 16GB RAM làm đéo ta?
Với Acer thì sản phẩm của họ có tên là Chromebook 315. Thiết bị này sẽ được lên kệ nội trong quý 1 năm 2019 và cũng là thiết bị đầu tiên sở hữu APU tích hợp cả CPU và GPU của AMD. Với các sản phẩm Chromebook thì Acer thường ưu tiên CPU đến từ Intel. Nhưng lần này APU mới là lựa chọn của họ với mục tiêu hỗ trợ các ứng dụng Chrome và Android được tốt hơn. Cũng khó có thể bỏ qua được Swift 7, chiếc laptop Windows 10 mới nhất với màn hình cảm ứng Full HD 14 inch đến từ Acer. Điểm đáng lưu ý trên thiết bị này là độ mỏng đáng kể của viền benzen với tỷ lệ màn hình trên mặt trước lên tới 92%. Cũng như là độ mỏng của toàn bộ máy chỉ là 9,95mm, một thân hình cực kỳ nhỏ nhẹ. Như đã hứa thì ở phần cuối của video mình sẽ nói qua về Ryzen 3000 series. Nhìn vào bảng thống kê thông số, từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng mình và mình tin là từ miệng của rất nhiều anh em, đấy là hai chữ vãi đái. Tất nhiên là không phải cứ nhiều nhân nhiều luồng thì mang đến tính ổn định cao hơn, nhưng AMD đã đưa 6 x 12 luồng và 15 nhân đồ họa cũng như là xung nhịp tối đa 4,3GHz xuống phân khúc giá rẻ. Ryzen 3 3300 sẽ là CPU mới rẻ nhất đến từ phía đội đỏ, với base clock là 3,2 và boost clock là 4GHz ở một mức giá cực kỳ dễ chịu là 99 USD. Sản phẩm tầm trung Ryzen 5 sẽ có 8 x 16 luồng và 20 CPU mạnh ngang 1050, boost clock tối đa đạt 4,8GHz. Xung nhịp 5,0GHz sẽ được tìm thấy ở Ryzen 7 với 12 nhân và 24 luồng. Ryzen 9, thế hệ luôn luôn là cao cấp nhất, sẽ có tới 16 nhân và 32 luồng, với phiên bản cao cấp nhất là Ryzen 9 3850X sở hữu base clock là 4,3GHz, có thể boost lên tới 5,1GHz ở mức giá là $450. Phải nói đây là những nâng cấp cực kỳ gắt đến từ AMD, với việc R3 3300 hứa hẹn sẽ không cho ra nhiều khác biệt về hiệu năng so với R5 2600 nhưng lại ở một mức giá dễ chịu hơn rất là nhiều. Ít nhất là với thế hệ CPU này của AMD thì họ có thể đe dọa được i3 và i5 đến từ phía Intel, ít nhất là thế. Ở phân khúc cao hơn thì rõ ràng là 9900K vẫn hơn rất là nhiều so với 2700X. Nhưng mức giá nó chênh khá thì đến nay không hiểu là AMD với những nâng cấp nó quá ngon như thế này thì có thể đe dọa được Intel ở phân khúc high-end hay không. Vẫn là một tinh thần ngon bổ rẻ rất truyền thống của AMD, không khác gì Xiaomi cả. Và có vẻ như ở phân khúc giá rẻ thì AMD vẫn mang tới những lựa chọn hợp lý hơn cho người dùng. Socket AM4 vẫn sẽ được tin dùng, nhưng để kéo được R7 và R9 thì rất có thể người dùng sẽ phải nâng cấp mainboard. Nhưng đã sẵn sàng đầu tư tới đấy thì mình nghĩ là mua thêm mainboard không phải là một khoản đầu tư không đáng giá. Rất nhiều người cho rằng Intel sẽ phải khóc khét lần này, nhưng hãy cùng nhau chờ cái Master Race giữa thế hệ ví dụ chip Intel Zen 10, 10 nanometer gì đó và 3000 thử xem. Mình nghĩ là so sánh như vậy cũng không sai. Và thực tế thì thế hệ chip mới của AMD này mang lại cho mình rất nhiều cảm hứng, và mình tin là sau cái thế hệ series 3000 này sẽ có rất là nhiều anh em chuyển từ đội xanh sang đội đỏ. Không biết là các bạn có chia sẻ chung suy nghĩ với mình không? Thì theo mình thú vị nhất đến từ CES 2019 vẫn là tính năng hỗ trợ G-Sync lên những màn hình không được hỗ trợ tính năng này đến từ phía NVIDIA. Vậy bạn nghĩ nào về thế hệ Ryzen 3000 mới nhất đến từ AMD? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới, và mình luôn luôn tìm thấy rất là nhiều những comment cực kỳ thú vị đến từ những cái video nói về Intel và AMD. Vậy thì hãy cùng chia sẻ quan điểm với nhau và hẹn gặp lại nhau trong tuần sau. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nha! Bye bye nha!